Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ việc một cụ ông gần 80 tuổi bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 800 triệu đồng bởi một người tự xưng là nhân viên Viettel. Theo đó, ngày 3 tháng 3, công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của cụ ông tên T, sinh năm 1946, trú quận Cầu Giấy về việc bị một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là nhân viên Viettel thông báo nợ cước điện thoại. Ngay sau khi tiếp cận con mồi, đối tượng này đã kết nối nạn nhân gặp người đàn ông được giới thiệu là công an. Người này sau đó gửi cho ông T xem ảnh lệnh bắt khẩn cấp và phong tỏa tài sản để điều tra, đồng thời yêu cầu bị hại gửi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng và mã OTP. Do quá lo sợ, ông T đã làm theo hướng dẫn của nhóm đối tượng mà không chút nghi ngờ. Sau khi tài khoản ngân hàng bốc hơi số tiền 800 triệu đồng, ông T biết bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Theo công an thành phố Hà Nội, phương thức lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên của các nhà mạng gọi điện thoại tới khách hàng thông báo nợ cước nhằm chiếm đoạt tài sản không còn mới. Tuy nhiên do thiếu thông tin, bị tội phạm đánh trúng tâm lý nên nhiều người vẫn sập bẫy của các đối tượng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên. Với các vấn đề liên quan đến thanh toán cước điện thoại hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, người dân cần liên hệ đến đường dây nóng của nhà mạng hoặc tới các phòng giao dịch để được tư vấn giải quyết. Đối với cơ quan công an, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi thông qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Do vậy, khi người dân phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn.